Thương hiệu sư tử vàng là một thương hiệu rất là quen thuộc với các cái công ty trong hệ thống các công ty của Gia Thi, và đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp mà sinh hoạt trong các chi hội trực thuộc văn phòng miền Nam, hội doanh nhân tư nhân, sư tử vàng trở nên rất là thân quen. Bởi vì là về mẫu mã thì bên thương hiệu sư tử vàng rất đa dạng về mẫu mã, rất là nhiều cái mẫu mã mà chúng tôi có thể chọn lựa cho phù hợp với những cái hoạt động của mỗi đơn vị. Điều thứ hai là về chất lượng thì thương hiệu sư tử vàng rất là kỹ lưỡng trong các đường may cũng như là trong các việc chọn lựa các vật liệu để may nên cái bộ đồng phục của sư tử vàng. Và điều thứ ba đó là về giá cả thì chúng tôi không phải băn khoăn, bởi vì là chúng tôi có thể đặt hàng trước và sau đó thì sư tử vàng đánh giá rất là phù hợp. Chúng tôi hy vọng rằng là thương hiệu sư tử vàng sẽ trở thành một thương hiệu rất là gần gũi với mọi người, với các cộng đồng doanh nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong cả nước. Chúng tôi kính chúc là thương hiệu sư tử vàng sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi và thành công.